Hello, xin chào cả nhà. Hai, chào cả nhà. Bây giờ quý vị biết không, bữa nay là Hằng chuẩn bị xuống để coi thay cái băng cái ngón tay cho chị Thủy. Thật ra là cái ngón tay chị Thủy là nó gãy nát xương thật nha, không phải chặt nha, không phải chặt, gãy tới ba ngón lận, một ngón giữa là nặng nhất và hai ngón đây thì nó có mà ít, là nó bể xương dăm ra, nó chỏi ra ngoài cái da tay á. Mà thì nhiều người nói là Hằng chở chị Thủy đi vô bệnh viện đi, ở đây mà chị không chịu đi á thì Hằng không có cách nào mà chở quý vị, tại không thể lôi kéo người ta lên xe được. Và khi mà kêu xe ambulance tới nha, mà chị không có chịu leo lên xe đó, mà chị tỉnh chị đi bình thường thì không có ai ép chị được đó. Cho nên là nếu mà chị cảm thấy chị đau thật sự, chị muốn đi thì mình mới giúp được. Thì chỉ cứ nếu mà Hằng không lau, không rửa cái vết thương cho chị thì chị cũng kệ, để như vậy đó. Thì nhiều quý vị Hằng có thấy nhiều cái comment nói là chắc chị chật gân hay là gì thôi, chứ không phải gãy đâu, gãy đau lắm. Gãy tới xương bấy ra, xương nó bấy ra mà nó chỏi ra đó quý vị. Thì xương dăm dăm á, thì quý vị biết làm sao bả không có đau, biết làm sao bả cảm thấy bình thường thì mình hiểu rồi. Tại vì họ chơi mấy cái đó, họ đâu có cảm thấy đau. Nhưng mà mình thấy mình đau, mình nổi da gà, họ không thấy đau. Nhưng nếu như không lau chùi, không vệ sinh sạch sẽ, nó sẽ hoại tử, nó sẽ có thể đứt đó. Cho nên chỉ không chịu đi, dứt khoát không đi, thì Hằng thấy Hằng tội quá, Hằng không có bỏ được. Mặc dù Hằng chưa bao giờ lau cái vết thương, Hằng sợ như vậy. Trời ơi, mình sợ mà tới mà mình chảy nước mũi, mà mình chảy nước mắt ra. Tại vì không có tiếp xúc thật tới mà nhìn cái ngón tay của họ, Hằng là người gờ ngón tay và Hằng lau á, sợ lắm. Nhưng mà cũng gắng cắn răng để làm cho bả chứ giờ sao giờ. Nhưng mà bây giờ Hằng xuống để Hằng thay, nhưng thôi là bả để cái miếng băng đó mà nước sình nước thối mà nó nhập vô á, không có thay cái miếng băng lau đó là nó không có khô á, nó sẽ infection lên là chết. Cho nên là chỉ có chặt luôn cái bàn tay. Thì thật sự thà là mình không có thấy, mình không có biết quý vị, mà khi mình thấy mình làm lơ không có được, thực sự cái lòng không có làm lơ bỏ như vậy được. Cho nên bắt buộc hai ngày rồi, thì bây giờ thôi Hằng gán chạy xuống để thay cái băng cho bả. Bữa nay thứ hai, nhưng mà ông Danh ổng nói là ổng nhức gan, ổng chạy lại nhà Hằng ổng nằm dạ. Kim bác sĩ gan. Ổng không có đi làm, ổng chạy lên ổng nằm dạ. Tại vì á, nhức gan thì nằm ở nhà nghỉ cho khỏe đi. Không, ổng ở nhà không có chịu được, phải đi theo tôi giữ babysit tiếp. Ổng kêu tôi đi nhổ đi, tôi nói thôi cha, để con lấy hẹn. Thực ra bữa kia đó Hằng có lấy hẹn cho ổng rồi, có ngày rồi, tới cái lấy được hẹn á, ổng nói giờ hết nhức rồi, mà không biết nhức chỗ nào. Gì nghe có tin không? Bởi vì mới nói là ông Danh không có bình thường. Ông nói giờ tôi không biết nhất chỗ nào nữa. Rồi hết nhất rồi. Rồi thôi, cái thấy vậy cái hẹn người ta cho cái ngày rồi mà Hằng sợ cancel nữa mất uy tín, Hằng mới lấy Alex Hằng nhét vô là cho Alex đi liên răng. Là lắp. Cái bữa nay nhức gan sáng chạy lại, chị Hằng lấy bác sĩ đi nhổ gan. Giờ biết rồi, cái gan bên đây rung rung rồi. Xong Hằng mới nói ông Danh ơi, là ông Danh tôi đâu phải là bác sĩ. Nói cái là làm liền, rồi nói cái là quỷ bỏ đâu có được. Phải lấy hàng, tại đây là những cái chỗ bác sĩ từ thiện á, khi mà người ta làm cho khách, người ta trống chỗ, người ta mới cho mình vô. Còn khi mình bị emergency thì mình chỉ có chạy vô bệnh viện thôi. Còn những cái văn phòng bác sĩ phòng mạch á, là mình phải lấy hẹn trước hết đó quý vị. Lấy hẹn để khám, lấy hẹn để cái gì hết. Còn nhổ răng hay là đau răng á, là khi nào cái chỗ làm từ thiện trong chương trình của Hằng á, mình phải điện tới mình lấy hẹn. Thì người ta phải có cái hẹn là không có trùng với những cái ngày người ta làm việc của những bệnh nhân của người ta mới đưa mình vô. Cho nên bây giờ bữa nay không có đi làm mà chạy lên nằm dạ, thì bây giờ đi theo chứ không nằm ở nhà. Cho nên quý vị nói là ông Danh đi theo à, ổng không có đi theo Hằng là ổng chết. Cho nên là không đi làm là phải đi theo, cũng kiếm Hằng à, chứ không có nằm ở nhà đâu.
đó. Rồi ok, nhức gân này đi theo ha, không có nằm nhà nghỉ ha. Rồi giờ chị kiếm cái appointment giùm. Rồi Hằng phải lấy cái appointment là không biết chừng nào có chưa dạ, biết nha. Ờ chưa biết rồi đấy. Chưa biết. Thì phải lấy hẹn trước rồi biết cái ngày. Giờ biết đó. Cái con cái gung rồi. Có ai mà đau cái gân chỗ nào không có biết không? Ủa sao chói mặt trời quá. Có ai là đau cái gân chỗ nào không biết không? Hằng lấy hẹn xong rồi cái không nói giờ hết đau rồi mà không biết đau đâu. Ông nói anh... xong rồi bữa đó hình như nói cái trước mặt mấy ông kia cũng cười quá nói thôi bó tay rồi. Bây giờ đau răng mà không biết đau ở đâu thì làm sao bác sĩ nhổ. Rồi thôi cái Hằng sợ gọi cancel người ta gọi lại cho hay có cái ngày mà cancel thì không có được. Cái Hằng lấy Alex thằng bắt bỏ vô thế chỗ đó cho Alex đi linh răng. Ok Alex được hưởng cái linh răng. Rồi cho nên bây giờ là phải lấy hẹn ông lại từ đầu nữa. Đó, cho nên bây giờ muốn hết nhức gân đừng có stress chuyện tào lao nữa. Rồi thư giãn ghi lắc nó ra. Và nghe lời thằng Kali góp ý cái gì để đừng có cãi nữa. Thì nó sẽ từ từ nó ổn định. Làm áo theo. Bây giờ đó, đây nè. Thằng nói thí dụ như anh không có lạnh thì anh phát cái áo mỏng đi. Đừng có đi cà lỏng thỏng như vậy lỡ anh trúng gió trúng nước. Hay là đang đi ở dưới suối quý vị, mình ở đang trên đây mình không lạnh nha, xuống suối giữa chừng cái trời nó sụp xuống cái là lạnh tê tái luôn. Rồi lúc đó rồi đâu có chạy đi đâu kiếm được cái áo rồi làm sao. Đó, cho nên bây giờ á, thật ra trong xe đồ từ thiện thì cũng thiếu gì, nhưng mà tại lâu nay ổng không có chịu bận thôi, chứ không phải là không có áo. Ở đây nhà hàng đồ từ thiện mà ví dụ anh Mía mà cũng nói không có quần áo nha. Là quý vị nếu ai mà tin á là thôi Hằng cũng nói là hết thuốc chữa. Nhà hàng không thể thiếu quần áo. Hằng chỉ nói một câu, nhà hàng quần áo mới đồ cũ, đồ ăn, quần áo nói chung rất nhiều. Nhưng tại mấy người cố chấp thích sống theo ý mình. Quần áo muốn bận bao nhiêu cũng có, nhưng anh Mía có phước lắm không hưởng. Hằng lượm đồ từ thiện vô lựa cái mới nhất, ổng chê, đồ người ta tôi không có bận. Hằng tức quá Hằng dẫn đi ra shopping mua đồ mới luôn, đứng đó lựa đi. Tôi thiệt hả, chồng tôi còn chưa dẫn đi cà kè để mua quần áo, tôi mua gì về ông bận đấy. Mà ông này tôi phải dẫn theo và để lựa theo với ổng, quý vị coi ông cố nội không. Tết quay Hằng kêu bằng ông cố nội, lựa xong về dục bỏ, lựa xong lấy đã về, hỏi quần đó tròn thiện hết rồi đó. Quý vị thấy sao? Cho nên nếu khi một khi ai mà đi ra đường gặp ông Mía kêu đi tắm, ông Mía nó không có quần áo, người đó làm ơn nói giùm cho Hằng một tiếng. Không phải là không có quần áo, nhà Hằng quần áo tới núi luôn, mới cũ gì cũng có. Nhưng cố chấp lấy dục hết, chừa đủ một cái thai với một cái đổi. Và lỡ ai hỏi nói tôi không có quần áo thai, đó là coi như là đang bán rau Hằng Kali đó. Chết chưa quý vị thấy? Đó, cho nên là quý vị chỉ cần hiểu nhà hàng quần áo chất lên tới núi, quần áo cũ, quần áo mới. Quần áo cũ là nói tiếng cũ chứ thật ra rất mới đó. Ok, nói cho sơ sơ để biết về mấy anh em nó không có quần áo đó, cà phê đầy đủ đó, đồ ăn cà phê cái gì cũng đầy đủ, không có ngớt đó. Mà nói cái gì nó không có là con người đó không bình thường đó, vậy đi. Ok đó, rồi đó, đi let's go. Sao cũng có ăn lúc ai lúc củi. Không qua đó của chừng mới dài dạ. Chở đi rồi chắc. Gốc củi rồi.
Cứ chần chật á nên nhanh. Nhanh chật á nhanh. Đi bước xuống dưới đi. Cứ chần chật á. Đi ra ngoài này ngồi em anh bó tay lại cho, rửa tay cho. Trời ơi. Trời ơi, quần áo đâu hết trơn nữa rồi bận đồ gì trời vậy? Có chân té nữa kìa, rất rất đất bùn chỗ nó té nữa đó. Chân bả giờ bả đau rồi kìa. Con chân đất bùn kìa. Đi. Đi 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 đi, đi đây nè anh mới cẩm bọc này đi ra để la. Đó, bây giờ cái chân đau quá trời rồi kìa, thấy chưa? Đó, cái chân là nó chặt gân. Chân là chặt gân. Rồi ngồi lại chỗ này đi, chỗ sáng sáng nắng nắng cho nó ấm. Ngồi dưới cái đó kìa, ở dưới đường nhựa. Ôi lại trời kìa, mấy đứa dậy đâu. Ôi lại trời, ra qua đây ngồi. Ngồi xuống đi. Kìa đưa mấy giấy cho bà ngồi. Bà quen ngồi vậy rồi. Tên mấy. Anh mới ngồi xuống. Thấy ghê quá trời hả? Ủa, mỗi cái băng vậy sao là sai. Ôi là trời, cái gì vậy? Ngồi đi bà. Mấy ngồi xuống đây nè. Chị đưa cho chị rồi kìa. Ôi là trời, đứa nè. Mày chị không ngồi, chị không. Chết rồi. Ui giờ giờ không ngồi đứa cho thằng ngồi hả? Ờ, ngồi đi. Bây giờ chị nó giờ cho con ngồi. Ý bạn nói bảy giờ rồi. Bây giờ rồi đó, thì đưa cho chị rồi. Không. Ủa, thôi nói chứ ngồi trong hổm chứ ngồi với làm chi. Ôi là trời, coi bữa nay coi làm sao rồi. Coi nó xè ra cái nó đỏ rồi. Ủa sao chị gỡ ra rồi? Nó xúc ra. Nó xúc ra hả? Thì gỡ vậy nó đỡ sưng rồi hả? Đỡ nè, ngồi đây con gỡ kia đoạn cục giống như cục này nè. Vậy bà điều trị bằng cái gì hay quá vậy ta? Chị gỡ ra nào vậy, xúc hồi nào vậy? Mới xúc hả? Ok rồi, để em gỡ cho. Nè, trời bình chặt quá. Bó vô nữa. Cũng may là đồ nghề tôi có sẵn đồ nghề. Không, Hằng có cái bằng mà có thích khe người già đó, là Hằng có được cái học cái lớp miễn phí, khỏi đóng tiền về về chăm sóc hô hấp hay là chăm sóc vết thương á. Đào đào không? Cái này mà nếu mà Hằng cho Hằng đó để Hằng đăng ký đi học hả? Cái gì? Cái này là nếu mà cũng như không có để chị xài gì đó nha. Muốn xài gì cái này nè, cái này cứ là để xài. Để chị tự làm hả? Chị tự làm được không? Được, mà đâu cần đó à. Sao để chứ bà ơi, bà để đây bà khùng lên, bà đây bà dục mất tiêu không có xài nữa. Đó, ai da hả? Em phải lau cái này eo eo cô hô ở đây em đổ vô em rửa cho. Này sát trùng á, sát trùng hết đi. Đó, thấy không? Đổ vô vết thương là nó sôi lên, thấy không? Đó, sôi lên. Vậy chắc như diệt khuẩn á. Diệt khuẩn á. Đó, nó giết bữa đó, đá khoai hàng đổ rửa vậy đó, nó mới hết. Nó phải bột lên không, nó sát trùng. Nó sôi bột lên. Trời. Nhiễm trùng là nguy hiểm lắm đó. Phải sát trùng trước. Cũng hên, cũng hên là bữa đó có sát trùng gọi nè, nó không sưng nè, thấy không? Cái này nó lòi xương ra. Bữa kia rồi cục xương á, coi cái kem mà vô quay lên cái trò cục thịt. Bữa kia ghê lắm, lật lên lật ngửa bàn tay là nguyên cục thịt đòi lên, đỏ quét. Dạ trời. Hôm nay làm bác sĩ tiếp. Cái này chắc cũng khoảng 2 tuần hết rồi. Dạ, không, nó không có sưng, nó làm. Chị có uống thuốc phải không? Mấy bữa có uống thuốc không? Dạ, uống thay nó. Đó, đúng rồi đó. Hồi nãy chị cũng đem xuống. Có đem thuốc em nữa. Ăn no mới uống nha. Nhưng mà không có trụ sinh nè, tại vì ở Mỹ á, không phải là muốn đi mua trụ sinh là mua. Cho nên á, là quý vị biết không, khi này phải có trụ sinh ở Mỹ là phải có toa bác sĩ. Đó. Hay là cream, kem trụ sinh có bán thường á. Chứ không phải là... Cái tiệm mà tán rồi, cái bên tiệm gì á. Không, không có, có bậy bạ không. Thuốc trụ sinh làm gì ở ngoài có bán. Cũng phải kem chích thôi. Kem cái gì, cái này là mình sát trùng. Người ta Hằng đang nói về vấn đề thuốc trụ sinh để thuốc uống cho mau lành. Nổi không có chịu nghe nói cái gì đâu. Là ở Mỹ thuốc trụ sinh là phải có bác sĩ ra to.
cho nên là không phải tiệm thuốc tây bán trụ sinh mà chị bán mấy cái thuốc Tylenol giảm đau thường thôi. Đau à, đau à. Nè, ở dưới nè, ở dưới tét. Ồ, tét nè, tét rồi. Ở dưới nát hả? Cây dao cắt. Ô là trời, đúng là trời xanh trời dưỡng, thấy không quý vị? Nhiều khi á, ngang cái này á, trong người người ta có nhiều vi khuẩn rồi, thành ra khi cái này á, nó chống lại, thì lao cho nó không có sưng là đỡ rồi đó. Trời cái gì, bữa kia là sưng banh chành luôn mà bữa nay không sưng là coi như là bớt rồi đó. Uống thuốc vô nữa, cục thịt cũng không thấy luôn, nổi luôn, bớt nhiều rồi. Ngày cắt không? Để đổ nè, đổ vô đây sát trùng thêm cái nữa. 2-3 ngày. Cái 2-3 tuần nó bớt nhiều. Lát rồi, lát rồi. Bị cắt nó mình nổi có ăn con vô. Em cũng nổi da gà đó mà em cũng gái không lao cho chị này, chị biết không? Sợ lắm. Coi nè, nát kìa. Nhiều lắm đó, nát hết cái ngón tay này của bả nè. Mà thấy làm sao? Dạ trời. Chị thấy ngồi xuống đi, ngồi chị không nổi rồi, ngồi đưa miếng giấy nè, ngồi đi, ngồi trong đó, ngồi bẹp xuống đi đó, ngồi đi đó, miếng giấy đó. Ông Mía mỏi già rồi, 60 tuổi rồi mà sao Hằng cũng 60 tuổi mà Hằng khỏe hơn Mía. Ê Hằng 60 tuổi đó chị Thị. Hai em nè, 60 hả? Ừ, 60 đó. Tin không hả? Thì trẻ quá gì. Chị mấy tuổi rồi? Chị thấy năm mấy mà Hằng 60 mà nó trẻ. Chị năm mấy tuổi mà thấy già quá vậy. Chị thấy đón Hằng nhiều. Chị thấy đón đi. 30-40. Cái dương cũng còn tỉnh. Vậy là chị thấy còn tỉnh nha. Cười đó cười. Không có khi bà tỉnh lắm chứ phải hả? 30 tuổi rồi. Cái đó có băng giải, băng giấy, băng giấy, băng giấy gì cũng có đó. Thấy bớt nhiều rồi, bữa tới mấy, bữa tới chị mấy, thứ bảy đâu. Tưởng đâu là đi xuống bữa nay là thấy nó giữ, nhưng mà đồ chắc là cái thuốc sát trùng này mình đổ vô á. Bữa chỉ băng là bữa thứ bảy phải không? Ừ. Nó 2 ngày rồi. Rồi xong rồi bác uống thuốc rồi vô mà nó khô rồi kìa, thấy chưa? Trời ơi, này ơn trên đó, ơn trên phù hộ đó, chắc lòng trời đóng lòng trời. Bữa kia con phục rồi, giờ bớt cũng thấy luôn hả, phục vô luôn. Cái này là chắc ơn trên phù hộ, động lòng trời đó thôi chứ. 2 ngày chắc bớt nhiều, chắc tắm 2 tuần. Nè anh Văn cầm này xé, cầm đi, thôi cắt. Thôi cắt, chàng bỏ lên cho bạn. Để coi món, cái món em tự nhiên. Bà đâu sao đâu cháy mà đâu mà khác quá trời đó. Đâu? Có khói không? Có. Ở trên mây kìa. Mây mưa. Mây mưa đó. Mây mưa. Bà đâu cháy mà khói quá trời. Chị Thị đốt đó, khói. Không, nó chơi chứ sát trùng cho bà, rửa sạch ba bỏ ra, vệ sinh là nó không nhiễm trùng. Không nhiễm trùng, nhiễm trùng là bị sốt. Coi như ok, vậy là cũng mừng cho bà. Nhiễm trùng là bị sốt. Cũng mừng cho bà. Thấy không, trời nuôi ha, trời xanh trời dưỡng ha. Cái này đúng là trời xanh trời nuôi không quý vị. Nếu mà người bình thường gãy tay như vậy hả, phải đi bệnh viện, đi bó, đi đủ thứ rồi ha. Gọi điện thoại liền, tôi cố thương đi vô chứ. Ra đây nha. Tôi để tới mấy ngày kiểu như vậy. Còn cái này trời ơi, Hằng chỉ đổ thuốc sát trùng vô, Hằng bó lại rồi cho uống Tylenol thôi. Mà bỏ hết rồi. Cái này chắc cũng 2 tuần nữa lành ha. Không, tuần nữa hết rồi. Dừng cái để nước vô như vậy. Có cái ngón đó thì nặng thôi, còn mấy ngón này hết rồi. Mấy ngón kia hết rồi. Mấy ngón này hết rồi. Cái ngón này nè, ngón nhầm băng. Nó gọi một cục luôn. Mấy cái này là bà lấy đi, hồi bà đốt nè. Đó. Có eo gọt hồ. Có heo trái. Ở chân thì sao rồi? Đây, cái đây. Cái chân gửi rồi coi. Cải chân em coi xin sao. Chân đã cho sắc trùng, trù chân ra. Ở chân à? Cái chân ok à? Hả? Cái chân ok à? Có cho chú đi, chú đi, có chú đi. Nghe chú qua. À ok, có chân đeo thuốc đây. Chân đeo thuốc ở đây con coi. Hình như con có thuốc màu xanh. Màu xanh rồi. Nè, có thuốc màu xanh nè. Có cái tóc giò ốm dữ vậy. Thôi chú, chú để chú giò chị. Nói chuyện cái gì vậy? Nói với ai vậy? Hả? Lấy mẹ luôn. Lấy mẹ luôn hả? Để đốt hả?
Trời, nãy giờ đốt có chấm nấu gì ăn vậy? Đâu có nấu gì đâu. Có nấu có gì ăn hả? À, có mà. Còn đồ ăn không? Bánh mì còn. Đồ ăn hồi bữa còn không? Còn hả? Cầm đi nha. Còn mì phải không? Trời ơi. Vậy là đâu ăn còn? À hả. Cái đó cho anh đó, cho chị đó, cho chị đốt đó. Cái khuyên thùng giấy nó nhẹo nó miếu nó bẩn rồi. Rồi chị xuống dưới hả? Giờ làm gì? Đôi dép đâu? Đốt hả? Còn mì trong nhà, còn mì hả? Để vô bà coi có gì. Không có thì ra xe lấy mì cho bà ăn bọc anh nha. Đừng có chạy đi từ từ á. Có cái chân vậy mà còn chạy nổi là hay à. Bà gì mới nói là bà sống vậy bà mới quen đó. Đó coi kìa, leo xuống đó coi chừng nữa đó. Ủa ông Sơn có đẳng không? Ông nào đi dưới đó vậy? Có cái liều của ông Thiện bên đó không biết ai ở không biết ai vô ở. Giờ bà hỏi bà đốt cái gì vậy trời. Giờ đi coi té luôn nha. Đi qua hả? Em qua trước, kéo chị, cầm miếng. Coi chừng đó nha, cái vách tường. Xịnh không à ông Danh ơi, coi chừng đó. Được. Thôi, đừng leo. Được. Cái chỗ này chừng thôi. Thôi, cao su, chỉ có cao su. Rồi, bà đốt cái... Cao su á. Cái bao tay nó hôi chứ. Hôi quá. Okay. Đây nè, bả khôn lắm, bả đi lần lại xuống chỗ đây, nó sẽ té, còn bước cái đó nó té dội ngược xuống đây là đập bể đầu nè. Chỗ này trơn nè, qua cái này á, xi măng nó trơn nè. Đó, nếu như mà bước như ông Sơn hả? Ờ, ông Sơn á. Chị qua đây không? Ông qua đường này nè. Qua đường này nè, giống như bả đi nãy vậy đó. Qua cái đường cao su coi quá. Cứ vậy nha, té không công cái vịn này để hàng nóng cái nha. Này. Rồi. Rồi ok được. Được. Ủa ngồi đây nãy giờ không có thuốc lá hút nha, chờ xin thuốc lá vậy hả? Đâu mày ăn đâu còn không? Tới giờ chờ. Đâu có gì ăn đâu, đâu còn gì ăn đâu. Đây nè, dép có đây nè, tại ba không có thích mang. Đó, đây là dép mới lấy rồi bữa đó. Hồi bữa kia lấy nhiều quá mất hết, hàng không cho lấy nhiều. Kêu lấy 1 đôi thôi, giờ ở đây còn được 1 đôi nữa, 2 đôi. Còn đi nè. Đó, mền còn đó. Đi còn. Mà quần áo thì sao cứ đưa vô là mất hết trơn, không biết luôn á trời. Lấy gì bận? Chú Sơn hả? Ai vậy? Hả? Làm gì ngất ngơ ngất ngủ rồi không lên tiếng. Hồi đi ra lấy mì vô ăn ha. Hồi cho đi ra lấy mì. Có ăn không hay là cho ai hết vậy? Không, tôi ăn chứ. Ồ, chị ăn đó hả? Từ bữa giờ thằng cho chứ không có ai vô cho chị hả? Vậy là cứ ở đây thằng vô cho thì có ăn đó, còn không có là thôi đó. Ở chứ bên đây không ai cho gì hết á. Chỉ có bên tu lì mới có cho cơm mỗi ngày thôi, còn bên đây mấy người này là ngồi trao dao nè, nếu mà không đi ra đường kiếm ăn là không có ăn á. Có hộp xa rồi. Còn hộp mì á. Còn đường hộp. Còn hộp 3 lon. Mấy ngày rồi, hồi bữa thứ 7 tới giờ thứ 2 rồi. Đúng rồi. 2 ngày rồi. Còn hot dog còn 3 hộp. Ờ hot dog thì còn, vậy hồi đừng cho hot dog, cho mì đi với cho cà phê. Ồ mình không có lấy cà phê dùng xe hết ta. Mấy ờ cà phê bữa chị kia trở lại đó, đó nãy quên thế chưa. Ê dạ bởi vì đi thằng nhớ cái gì thì lấy cái đó. Đó bả lạnh thì bả đốt lửa chứ bả không có bận áo. Bộ hết áo lạnh này hả? Có còn. Cái áo lạnh đâu hết rồi? Không bận là chết à? Còn hả? Còn mà có thấy đâu, hồi ra kêu lấy đứa con cái cho bả chồng vô thôi. Chứ cho bả ôm đồ vô đây là hết à. Bà ôm đồ vô đây nhiều rồi bà bỏ hết trơn rồi, bà không biết bỏ đâu. Anh biết bước qua bánh nhé. Chú Sừng nó
tiếng nói chú Sơn bị điểm huyệt nữa hả? Bị điểm huyệt rồi. Đâu ông bệnh rồi, ông nói bệnh hả? Bệnh không à, đó ông Sơn này thật sự nói cũng biết chết ngày nào đó, cái này nói thiệt nè. Tại vì nè, nhiều khi yếu mà ông lăn xuống đây là ông chết đó, đó rồi tới rồi, tới rồi. Cho nên Thiện nó sợ ổng, nó nói đừng có ở đây, nó nói lỡ ổng yếu ổng già ổng lăn xuống ổng chết, nó nói mà nó lo ổng á. Ghê, họ tưởng mình chạy mình gặp chơi mình nói là nói với ổng là ấy, nhưng không phải, nó nói là nó thương ổng người già. Đó tới ông đó, ngồi ông đi cẩn thận. Cái gì la vậy chú bệnh hả? Bị gì la vậy? Bị sao mà ốm dữ trời vậy, bị cái gì vậy? Ai nhát vậy? Sao la vậy? Đừng có la. Thằng chú thằng nó không phải là ông trời đâu. Nó chơi vô khùng rồi đó. Thì bữa nay ốm mà kêu rồi. Mà nó. Ai? Cái thằng trời đó, cái đến đó. Thằng nào vậy? Thằng chó đó. Thằng chó tên gì vậy? Hả? Thằng chó nào tên gì vậy? Hỏi đạo nó. Tên gì? Nó tên là quỷ á. Nó tên quỷ hả? Cái gì? Coi bình nước uống mà có cái giòi bự dễ sợ luôn nè. Nó bình xăng mà. Bình nước uống. Mà hỏi là cái bình xăng nó làm bình nước uống. Ủa bình nước uống hả? Cái còn gì ăn không vậy? Bây giờ có muốn ăn không? Không muốn ăn. Tại hút vô khùng đó. Đâu muốn ăn. Cháo không? Không, cái đó nãy giờ hút vô là khùng đó. Chửi vậy là đang cơn khùng. Không có bao giờ muốn ăn đâu. Khi nào mà ổng bình tĩnh, ổng nói chuyện đàng hoàng đó, là muốn ăn là không có chơi. Còn gì là ra chơi mới chơi rồi đó. Mấy khùng đó, ừ. Dạ rồi mấy khùng mới chửi đó. Rồi chửi đừng nói xô tôi một cái cho tôi té vô đây cho tôi chết đi nha ông nội. Coi nè, cái đồ ăn dục gì nè. Chửi rồi tôi đi ngang rồi xô cái tôi lăn xuống đây, chỉ chết thôi sống vậy. Thế nào cái gì, coi cái dốc gì nè. Thật ra quay á thì mình thấy không có cái dốc nha, nhưng đứng ở dưới dốc chóng mặt luôn. Mà ở vậy, lăn xuống là chết á. Cho nên thằng Thiện nó lo, nó nói ổng ở gì đây chết á, có ngày ổng té xuống ổng chết. Mà nó có cây sắt nó cục lên à. Ừ đó đó, cây sắt nó mà chọi xuống cái là lòi ruột á. Cái đó. Ờ đi rắc té cục đó là té luôn. Mà ở gì đây rồi sao trời. Kêu đừng có chơi nữa, chơi vô là khùng riêng à, mà cũng cứ chơi hoài vậy rồi sao. Ổng chơi vô ổng nói vậy đó. Chú nhớ hồi bữa chú nói với Hằng không? Chú nói là chú không có nghĩ tới cái chuyện hút nữa. Đó. Hút không có sức. Con muốn nghĩ sao con nghĩ kìa con. Vậy sao bây giờ xỉn dữ vậy? Xỉn gụ hả? Cái này chắc xỉn gụ. Cái thằng Nguyễn nó hành đó. Ai vậy? Ai hành nè? Thằng đó, thằng ở trên. Thằng ở trên là ở trên đâu rồi? Cõi trên đó hả? Ừ. Nó mà cõi trên cũng gì? Tên vậy? Nó cái thằng xét đánh đó. Nó tên gì? Thằng xét đánh. Nó tên xét đánh hả? Thế ốm quá trời rồi. Nó hành đó. Nó hành chú hả? Hồi sáng giờ có đi ra ngoài không? Có. Đi ra ngoài đường xin tiền á hả? Đi ra ngoài về mới về. Ờ đi mới về rồi đi xin tiền hay gì? Xin được nhiêu? Rồi có mua rượu uống hả? Không. Giờ đang xỉn không? Không hả? Đồ đủ ấm không? Thằng Thiện bỏ áo lạnh lại cho ổng nè. Thiện bỏ áo lạnh lại cho chú hả? Đó. Thằng Thiện nó thương ổng lắm. Áo dơ hả? Vậy chú bận không đem về không giặt? Đem về giặt hay là để đây chú bận? Đem về giặt hả? Quá chị dơ rồi. Này đem về cho cô bỏ vô thùng ngâm á mới giặt được á. Ê da đâu có cái bọc nào. Có mà mấy cái áo luôn kìa. Ừ. Thiện nó thấy ổng làm vậy đó nó lo cho ổng. Nó nói ổng hả mà tuột xuống đây ổng té cái ổng chết á. Ổng ở đây đâu rồi, phải có ổng bận đâu rồi. Hả? Ổng bận không mặc vô. Ở gió lên lạnh dễ sợ thấy không? Ừ. Để áo lại mặc em đi. Thì để lại đó đâu đem gì.
trời mưa xong gió dữ lắm. Trời ơi, bây giờ hồi nãy ở dưới ngoài đó không lạnh anh Danh, giờ thấy không? Lạnh như cắt nè, hàng lạnh á. Vô đây lạnh dữ thiệt. Mà lạnh mà. Không có ai thải cho ai hết trơn á. Có không có. Đừng có suy nghĩ tùm lum. Tại bạn không biết thôi. Nó cho thấy thôi. Sao thằng không thấy? Nó không có cho thấy là thấy. Tại vì chú Xuân á hút cái kia vô chú Xuân mới thấy. Còn hàng không có hút cho nên hàng không có thấy. Không phải. Thì sao không phải? Nãy giờ đi ngồi được đi. Đừng có nói không, cũng chẳng có ai tin đâu. Đi hết đạo luôn đi. Thôi chửi mình gì đây cái này hoài. Hay thiệt là khổ, chỉ có chết thôi. Số kiếp bọt bèo. Ở trong bờ là mỗi lần kiếm trà lên cho ăn. Đi ra lấy đồ ăn vô, lấy mì vô ăn ha. Còn sức đi lấy không? Không hả? Thôi không, vậy mình đi ra tụi mình lấy cho vô cho mỗi người một bịch đi. Đi lấy mấy bịch ra xách vô. Đi ra rồi mình đem mấy cái đồ đó ra ngoài đi nhé. Cột vô 4 bịch cho 4 người. Ông Phúc, bà Thủy, ông Cường với chú Xuân. Đồ ăn á. Anh ấy giờ chỉ còn 4 người. Trời ơi, đừng có chạy trong té rồi giờ. Đem cái thùng vô thì kêu bả xé lần mà bả đem bả đốt hết cái thùng. Tự nhiên cái đốt nguyên cái thùng à, đem vô để cho từ từ tối để có đốt. Gì mà giống như đốt nhà vậy? Trời ơi, giống như đốt nhà vậy rồi, cái lấy quần áo có khi đốt luôn à. Thấy không? Vậy đốt gì chi vậy? Đốt gì hồi lấy gì còn đâu mà mồi lửa. Ấm thiệt á. Nóng chết. Ok, phải đốt kìa, hồi đang cháy nhà đã chết rồi. Cháy tùm lum rồi, cảnh sát tới giờ mà có gió thổi bớt lại rồi. Mau cháy hết rồi, để hết rồi. Nãy gọi tổng trợ cháy xuống chỉ cái đó chỉ mà nó lẹ dữ vậy, chưa đầy một phút là xong. Anh mở cửa kia cởi áo lên. Bọc gì đây cho mình Mỹ luôn, mở người bọc xem nữa. Hoa cà phê uống đó, hả? Dạ. Chị đừng dục, đừng có đốt hết quần áo không có bận nữa nghe chưa. Rồi chuối dính nè, sao xé chuối ăn đi. Để nó chín bỏ uổng. Ông ăn chuối à? Hả? Ông ăn chuối hả? Cái này ai cho vậy? Xà lách này ai cho vậy? Hả? Lượm hả? Trời ơi, xà lách nè, lượm nè. Củ em ta dục á. Nó chửi rồi đó. Chửi tiếng Anh luôn. Chửi tiếng Anh luôn. Chửi tiếng Anh rồi chửi tiếng Việt, chửi tướng lung tung luôn. Thì bởi vì gì mấy người đi đường ta cũng sợ nữa, người ta đâu dám ghé qua cho cái gì đâu. Cái góc nguyên cồng bự quá, tan hết trơn lẻ nữa, không còn cái góc nữa. Nó bánh cũng còn kìa, thấy không? Ốc nó còn bánh hộp. Còn không bánh. Cho bả đồ ăn, bả để ngăn nắp lắm. Nè. Còn ba hộp ốc có. Chuối mang chị. Chuối mang
chuối từ bữa tới giờ còn y nguyên không anh? Gió thổi này gió không ra ngoài được nữa, không ra ngoài để làm có bạn. Cái tay bó lại chị mà uống thuốc hay nên luôn không mà nó hết. Còn thuốc không vậy? Uống nữa không? Ờ, còn thay nữa không? Bữa nó mua cho con trai lận mà, bữa bỏ bệnh đó. Ừ. Lấy cây á. Rồi cho chai dầu nữa, cũng cất chai dầu. Dầu cất hay là dục vậy? Cất. Cái mền thiệt là hả, có cái ngón đó là nặng nhất á, giờ bó ngón đó còn mấy ngón kia lành này chẳng hết trơn rồi lắm kia. Vậy là cái sát trùng đó nó sôi bọt nó hay quá ta. Ừ, chỉ có đổ sát trùng vô cho sạch xong rồi bó lại thôi à, lau rồi bó rồi cái bà uống hay nó đâu thôi à, đúng rồi trời xanh ha. Bữa nay bóc 2 ngày đó. Chỉ còn cái ngón nặng đó thôi đó, ngón nó nặng thôi đó. Hai kia bữa hết trơn rồi. Chạy thôi. Chân cũng cho môi. Cái chân bữa đó có cởi ra, thấy là không có gãy. Cái chân nó sưng, nó sưng. Bong gân, nó sưng. Đó, thằng đó tới luôn á. Tới rồi. Ổng là bữa nay ổng tới luôn đó. Tới rồi, bữa nay ổng chạy. Chứ mấy bữa mà ổng nói chuyện đàng hoàng lắm là ổng không có. Bây giờ đi ra lấy đồ luôn mấy ơi. Đi lấy vô sách cho ngựa bọc. Đi. Đi nè, đi nha. Đi hướng này đã. Đi đi xuống đây, đi hướng đây đi. Đi hướng nào dễ đi. Ừ ok, đi hướng nào dễ đi thì đi. Đi từ từ nha, cái té mất công rồi mệt nữa đó. Đó gặp lên cục đá. Chú ký tắt rồi, tắt té con không sao. Đi đi. Đi đi. Anh nhanh nhanh khoan nắm cái. Chú cái này á thấp rồi. Té con. Đó đó, từ từ ông nội đi ngang á. Đi ngang á, nó tốt thôi. Này có té con có sao thấp rồi. Cái dốc, cái không quý vị. Rồi được rồi. Cho nên chú Xuân mà có ngày mà ông đi bác siêu ông té xuống gãy xương chết nữa. Tại già lớn tuổi té nó chết rồi. Lớn tuổi xương đi em, ừ. Thôi đi ra lấy đồ đi, giờ người nào cũng khùng hết trơn rồi. Tao lấy cho ngựa bọc đi đó, bữa nay người nào cũng khùng tá tơi rồi. Sao kìa. Nói trời lạnh này bà Thủy thì chắc chắn là chơi khỏi nghỉ luôn á. Tại vì cái tay đó đó, không chơi là lấy gì nó đau chết luôn á. Cho nên là khùng tá tơi. Còn chú Xuân là khùng tá tơi luôn. Cái cây này mà cưa ra đốt được nhiều lắm nè. Mà đâu có ai cưa nổi. Ừ, có ông Tấn là ông cưa, ông chặt ông đốt hết á. Gì vậy, miếng hút thuốc nữa hả? Giờ đem cái bọc đó để trong xe đi, rồi là lấy cho mỗi người một bọc đồ ăn. 4 bao. 5-6 bao vậy đi, tại vì mấy thằng Mỹ, mấy thằng Mỹ nữa. Có cho ba hàng ngủ em mình thấy
bỏ cái bịch đó cho mấy người Mỹ thích nó. Thank you.
Anh thông cho mà thấy kìa. Em xuống đưa cho bỏ đi. Em thấy xuống đây cho bỏ đó. Nó sẽ đốt. Cả thấy viên cùng vô tôi đốt có một trái xuống bả luôn. Bả có xé ra. Bả đốt viên cùng. Lượm chi cho dữ vậy? Thì đi cho người ta ăn bớt đi. Cái này không lượm nè. Ba cái ổ bánh này nè. Ổ bánh này lượm phải không? Không dám lượm đâu. Ai cho vậy? Hả? Ai cho vậy? Chở. Chở là đi lấy hả? Chở cho Costco. Đi vô chợ nào? Ôi là trời, Costco sao vô đó lấy được chứ? Subway. Trời ơi, đi vô Subway lấy. Rồi gì lấy không ăn là lấy để làm gì? Đâu có cái bao nào bự đâu. Coi coi nè. Không dở lên đây nè. Đi chợ đi ăn anh mía để hàng kiếm cho ông vợ anh hưởng đốt tùm lum. Thằng biết rồi, nó không có cái bọc bự. Để coi trong xe coi. Ổng sang qua rồi, cứu rồi. Đi cho ông bọc nữa đi. Cho ông bọc nữa để ông đựng đồ ăn riêng, bánh riêng cho hai cái gì đi, ông bỏ chồng vô đi để nó rớt á. Anh nhanh bước ra. Anh chị đâu có xài dầu thơm? Dầu thơm gì? Không, không có luôn á. Không có xài, tôi không có xài mấy vụ đó, thấy không? Tối ngày đi lấy vậy đó, thấy không? Bó tay rồi. Đấy, vậy. Có tay luôn, không biết đi lấy ở đâu vậy. Không, tôi không có xài mấy cái đó đâu. Dầu thơm, dầu quỷ gì. Rồi vậy lấy cái thùng đó lên cho chị Thủy luôn đi. Để bưng đồ vô. Rồi nó móc lên. Bỏ thêm chồng vô cái bọc nữa không. Bỏ vô đó đi ông ơi. Đứng về đây kiếm mơ. Hả? Trời ơi ông Nghĩa ơi. Thì mới thì bỏ vậy mấy ông sống gì đây hả? Cho ông uống đi. Của ổng đó uống cho hết. Đó là mất mát đó. Rồi. Chìa khóa gì tùm lum vậy? Chìa khóa xe hả? Lượt của đây chị chắc ăn à? Hết biết rồi. Cái này là gọi là hết biết rồi đó. Dạ. Cái như là, mình muốn mình có nói gì đó đi. Chị sự gì cái như là... Nói chị gì chị tội lắm á. Biết nói anh khỉ gì tôi hiểu chết liền. Cái gì? Dạ trên nhà đó kiếm... Rồi thôi đi đi. Đi tôi đi. Kiếm một bạc bà xuống ra. Đó đi chở, chở vậy đó, con nội hiểu chứ mấy ơi. Hiểu cái con khỉ. À, anh giữ rồi xài đi. Giữ xài đi đâu? Đi lên người ta. Người ta, nó giàu, người ta có cái chai để đây luôn đi, mía dục thế. Đúng không? Để cho chị Thủy chứ đó. Ta có nước tắm, tôi sẽ tắm được thơm không à? Ừ, tắm dầu thơm. Tại vì không có tắm cái xịt dầu thơm vô cho đỡ thối. Rồi, rồi thôi đi đi.
xuống đường rồi. Lòm chi? Nè anh lòm nè. Nè anh lòm, anh thả ra đây kìa, thằng lòm cho. Thả xuống dưới. Nè. Ok. Kìa anh dân đúng nè. Đưa đây thằng cầm bớt. Đưa đây cầm bớt. Này nhẹ em ta. Nó nặng. Phát thử cho. Sốt nó được, nó xưa là cứu quá. Dục lại cái gì? Có đồ ăn. Đừng leo vậy ta. Có cái áo lạnh chống nữa đi nha. Dục chỉ rớt à. Thôi bước. Được rồi. Chị Thủy bước cho mày. Đấy đây nha. Mà không chỉ bước lại té nữa. Rồi bước cho lấy, có cái áo lạnh nữa đó nha. Đây. Rồi có cái thùng giấy nữa, đốt gì được đốt rồi lấy bọc đồ ăn ra. Xanh xù đó, hồi quá. Sâu nó muốn chết nè. Thôi chết vào luôn. Đi chợ. Cái thùng giấy có bọc đồ ăn đó. Sơn kìa. Sơn. Sơn nằm mới rồi kìa. Không biết sống hay chết à. Anh nhân này kêu coi sống hay chết. Hay là ông ngủ. Thôi hồi nãy cũng đuối sức rồi đó. Cái tao bụng á. Đi đi. Nè đồ ăn nè. Không bị bên kia không. Giờ hút thuốc giờ ngủ hả? Còn biết cảm ơn cô Hằng. Cũng còn biết nhận ra cô Hằng chứ không phải quỷ. Chúng ta kêu là ma quỷ không mà mọi người ơi, chơi vô cùng điên á. Dừng té không cho anh ơi. Để nó cho nó đi, để lại đi, không có nó để lại đi.
đi xuống cái rầm kìa. Ừ đó, hôm qua đó ông Thắng đó. Tự nhiên cái lề mỗi ngày nó rủi xuống. Nghĩ sợ cao đi xuống cái rầm rồi. Đi rồi. Rồi. Cái mền nó mà nó phải ngủ chỗ không? Không có rồi. Đầu tư dữ quá. Đây cái phơi nè. Bữa đi ướt á. Che sơ sơ thôi đây, nhưng mà cái tấm che của mình đưa là dục mất rồi, không che thấy chưa? Không che, không che, không có, không có người. Để cho mền để lại vậy thôi. Đó. Rồi cái tấm che của mình đưa, tấm che mấy tên cũng không che luôn, giờ không biết nó đâu. Anh Phúc ơi. Anh Phúc à. Nổ tấm luôn rồi. Nè, em biết bởi camera vô coi nè. Cái gì đây mà không có cái nóc rồi sao ở quá vậy? Ây da, bọc đồ còn. Anh Vinh. Hả? Bọc đồ hồi bữa mình đưa còn. Quần áo hả? Ừ, nè. Ủa, nhưng mà cái tấm che không có. Có dù nó kìa. Dù. Ừ. Nè, cái áo này bữa mình đưa mà. Còn cái túi này có vét cho chồng. Đâu này có thằng đưa luôn nè. Đó. Đó. Vậy giữ được đồ, nhưng mà cái tấm che đâu rồi? Có, nghiệp vậy. Có, có. Bây giờ đi đâu rồi trời? Mày không lấy chục che lại. Ướt nghiệp hết trơn hả? Giờ che lại gì đây? Tội quá hả? Chị đá luôn cây dụng, che đi cây dụng. Trời ơi. Tội nghiệp chưa? Đi đụng đồ rồi. Ồ, mình đưa ông hồi bữa thứ bảy hả? Thứ bảy trời mưa. Thứ bảy chủ nhật hả? Hai ngày. Trời ơi, ông không có giữ đồ, ông không có giục đồ của mình đưa. Có thằng đưa bữa đó dặn hoài, nhớ là đừng giục. Nãy giờ vô hết tuấn dục ai về còn cất kìa. Bữa đi lên cầu cầm lên lên cầu cầm hai túi. Trời ơi thương quá vậy. Bây giờ ở đâu rồi trời? Ra center kiếm được. Ê dạ dạ. Chị ra, ra chỗ cái xăng thôi. Ra center. Trời ơi thương chỗ cái xăng, chỗ cái xăng, chỗ cái xăng á. Đó ngay cái xăng MVM á. Center đó. Kiếm cái gì đâu kiếm, giờ đi kiếm. Trời ơi. MVM á thì có. Anh Phúc à. Ờ hả? Trời ơi, mấy cái mền thì ướt hết rồi mà cái tấm che thà là để vậy ha. Lấy che lên chứ không có che lên nóc. Mà giữ không có cho móc kìa thấy chưa? Coi như là đôi khi những lời nói của thằng ổng cũng tôn trọng đó. Thấy không? Thằng cứ nghĩ là mất hết rồi. Ừ. Trời ơi, vậy là ổng biết giữ cái đồ mà bữa thằng đưa thằng dặn bao nhiêu lần luôn. Ông Cường che, ông Cường che tội nghiệp không? Đó. Ông Cường này chịu đại nó. Ông Cường chịu. Cho đó. Không coi như mà ông Phúc giữ được cái đó 3 ngày, chứng tỏ là ông biết, ông Phúc biết tôn trọng những gì thằng nói. Thiệt luôn. Cái này là phải chứng nhận. Còn này của ông Cường ha, Cường ơi. Đó ông Cường che. Ông Cường che. Trời ơi ông Cường che. Ông Cường cũng biết sợ mưa ha. Cũng sợ lạnh ha. Thằng đưa cho cái che ha. Cái gì? Cái gì? Ai cháy nhà? Đâu có đâu. Bữa nay có khùng không? Không. Bữa nay tỉnh á, bữa nay tỉnh không có khùng.
Ủa làm gì ở chuồng vậy trời? Đâu ở chuồng đâu? Ủa mặc quần cục hả? Ủa quần dài đâu không mặc, mắc mới mặc quần cục. Đâu có quần dài đâu mà. Ủa bữa tôi có đưa mà. Lấy mưa ướt mới về về đây mà mới đi vòng vòng. Vậy coi bọc đồ coi. Bữa thảy vô trong đó đổ trong trong liền. Ba mua ba quần đó. Mà ba quần ta đổ vậy mà mặc nó rộng quá, tức là mấy cái rít người Scotland mặc. Cái gì vậy cha, quần tà lõm cắt ra làm rip cớ. Nó rộng quá, hai chỗ không phải, một cái... ông nói quần xà lõm giờ ông cắt không làm cái rip á, làm củng á. Cái xà rong á. Xà rong á. Ổng hay chế biến đồ rồi, ổng mai tay lại lắm. Ông này vui lắm. Mà có mai mai tay bởi ổng có mấy cái. Hả? Ổng mua. Quý vị coi nè, coi ông còn. Có cái quần rộng lắm rồi. Có quần jean rồi bữa thằng đưa cho ổng mà. Cảm qua đưa cái quần gì mà ốm ốm á mà nó rộng mặc cả ngày mới sửa xong á. Dạ hôm qua mình đưa quần rộng quá ông sửa lại, cắt ra sửa lại đâu, sửa lại thành cái rip sao lấy ra coi coi. Thôi thử ra. Bỏ rồi. Sửa xong rồi giục. Còn còn trời. Hai trái rồi ba cái dùng hết trái còn có hai. Nè, cũng biết chứ, cũng biết lấy cái tấm này che lên để mà che mưa che nắng. Cầu cao không được. Ê, gọi ngàn tháng làm gì hết mà ra đây ở bụi đời kỳ vậy? Đâu có ra bụi đời gì đâu, tự nhiên gió máy đưa ra. Lên cái nhà cái anh chàng kia anh bán cái rớt. Gió máy nó đưa ra. Bán cái rớt rớt gì mất công sợ rồi không đủ sức khỏe thì phải bỏ ra đây chứ không sao được. Ông quan đó bà tới đó bán rớt luôn, bán thảm gì. Ai? Ông nào? Bà nào? Ông Thái gì á. Với bà nào? Với bà Thiên Na đó. Bà làm gì không? Bà quen với cái đám đó, bà giới thiệu mình lên đó ở đó. Mà lên cái đăng đại được đi rí nồ, ông chủ, ông giới thiệu đi rí nồ mà tôi sợ mấy thằng đó đi theo á. Rí nồ ngủ khách sạn 5 sao với được 200 đồng kéo rót xe bót kìa. Nó lại lên đánh roulette thôi, nghỉ chán quá, để mấy thằng nó đi theo rồi. Chứ ngày tới đường muối cùng gì cũng nó cũng theo rồi. Tôi bỏ lên đây luôn. Đi lên đây gần 1 năm rồi á. Tin không? Lên gần 1 năm tưởng chết rồi, mà không chết thì còn sống rồi. Ôi, tưởng chết rồi, đi hiểu, ra ngoài đây gió độc, gì gió độc, gió bụi đời gì tùm lum. Mới chết mấy lần mà không chết, số còn may. Đồ ở lại vẫn đi. Tại vì thích sống vậy thì chết chứ có gì đâu. Thích sống vậy mà. Làm gì chết, có cái ông người đạo ông chết trên ngủ quên chiến thắng. Gì đồ ăn hửa cho ăn còn không? Dạ. Cho ăn hửa gì hết chưa? À còn đâu đó, trong đó đem qua đó mấy ông đó ông cũng ăn, ông ngồi, ông... Vậy thêm gì? Bịch nó cất vô đi, để mùa lạnh, mưa tới không có đi ra ngoài được, không có ăn á. À, bây giờ phải đi... Đi đâu nữa? Đi học... Học cái gì? Học cái gì? Học quét, quét mấy cái nồi cơm á. Học nó dẫn đi ra kiếm cơm tàu. Ở đây hồi đó học xong đi vô lấy quần bận đi, mắc mớ gì mà trời lạnh mà bận gì kỳ cục vậy. Quần có bữa nay mặc cái quần bự á, mấy cái quần nhỏ ốm chán quá rồi mặc cái quần bự to rộng á, kiếm cái bao gì hay á, bao đó nè ha. Cái quần á mặc giống mấy ông bự to vậy nè, chứ không ốm cái càng ngày cái hung nó còn càng ốm phải không. Ráng mặc cho bự to luôn thì ráng ăn cho nó mập, nó bự ra thì bận nó vừa. Tự nhiên ăn tới có chút cái dừng cha đó. Ăn có một chút cái dần rồi thì đừng có hút nữa thì sẽ ăn được. Không biết phải hút hay không rồi cái... Hút không ăn được. Vậy hả? Ừ. Chứ không phải vì uống nước, là vì uống nước vô cái tự nhiên cái nó không ăn nữa, quên nó không ăn. Thì ta uống nước chút thôi, rồi ta ăn no vô. Chút cũng vậy, uống nước. Rồi đừng có hút. Nó tưởng đang... Hút quá nó khùng luôn, lấy gì ăn, khùng đâu biết đói bụng. Phải không? Khùng không biết đói bụng đúng không? Tự nhiên mua hai cái bánh pizza chổng luôn kìa, thấy chưa? Thì bởi cái nó bỏ rồi đem ra đây rồi nó đổ giường rồi xong rồi để qua đó thì chục hai rồi đủ chỗ. Mà chưa chắc mặt có vừa không cái quần đinh. Bây giờ này rồi không có gặp thể dục thể thao á. Bây giờ ông cắt ra tới bời hả? Hả? Ông cắt quần ra hết hả? Đâu có cắt đâu, hết bầu luôn đi chứ. Còn thì cất để dành bận lấy dây nịt cột nó lại. Có cái bèo đẹp lắm, cái bèo của Việt Nam nghe hay, của ai bên mới cho. Có nhiều cái lỗ, mới trong cái lỗ là bên cái bèo. Thì hãy lấy dây cột lại. Cái bèo á, cái bèo mới. Rồi thôi vậy đi, tôi đi á. Tự nhiên. Để nói hoài cũng có nhiều đó à. Tính đi hồi nãy giờ, có cái là tới phụ. Tính đi đâu hả? Đi kiếm cơm. Đi kiếm cơm hả?
Thì giờ có cơm rồi đó. Có cơm rồi khỏi kiếm. Coi như nè, mình đưa là cũng không có mất, treo lên ha. Có ông Phúc mình tưởng đâu mất ai về đâu, giữ kỹ lắm. Tội nghiệp. Giữ không có treo mà cất để đó chứ. Coi như là cũng tôn trọng cái lời Hằng nói nha, giữ kỹ những cái đồ Hằng đưa vô nha. Coi như có tiến bộ rồi. Ông Cường thì treo lên. Ông Cường không hả? Đau đi bệnh viện. Bệnh viện. Còn bà Thủy là gặp ông Cường bữa nó gãy gì đi bệnh viện rồi đó. Đi điện, tự đi đó. Tay nhảy rồi đi rồi. Ở trọng sướng. Dạ, còn bà Thủy là tay gãy kệ. Nó cũng tầm mấy ngày. À, ông Cường còn khôn hơn bà Thủy. Chị nó nói nhiều. Tính vô bệnh viện hả? Đi đi. Nãy giờ mới nói là ông khôn hơn bà Thủy gãy tay nát tan hết trơn mà không chịu đi bệnh viện đó. Tôi phải rửa cho bả, tôi bó cho bả kìa. Rồi bây giờ ông muốn rửa bó gì không? Dạ. Ông muốn rửa không? Rửa cái gì? Rửa tay. Không. Ông Cường không tin tưởng bác sĩ Hằng. Ê, còn ai còn? Dạ. Cường không có tin tưởng bác sĩ Hằng hả? Tin chứ. Tin sao không cho tôi rửa băng bó? Rửa cái gì? Rửa vết thương băng bó. Ở đâu? Tôi rửa. Rửa giùm hả? Tôi rửa cho bà Thủy nãy giờ lắm kìa. Bà bị cái gì? Bà gãy tay. Hồi nào? Gãy hai ba ngày rồi. Nói gãy bể nát ngón tay dăm ra luôn, cái xương nó chĩa ra. Vì sao vậy? Rồi Hằng đổ oxy già, rồi Hằng rửa, Hằng bó lại, rồi uống thuốc rồi đỡ rồi. Ủa, vì sao vậy? Bà té rồi. Trơn đó, bà té. Rồi, tội nghiệp. Tội nghiệp thì sao vậy? Ông gọi ông cổng bà đi bệnh viện đi. Ông năn nỉ rồi. Đi chứ, tôi nghe chút, tôi dẫn cho bà đi vậy. Đúng rồi, dẫn cho bà đi không cho. Ông qua ông dẫn đi tội nghiệp. Đi thăm chị đi. Bà đâu có nói gì đâu, hai ba ngày rồi, tối qua ở đó nãy giờ. Bây giờ hỏi thăm ông đi, đã hỏi thăm mà khuyên bà đi bệnh viện nè. Đi chút hỏi thăm sau đi. Hỏi thăm sao? Giờ đi chút bây giờ ra nhà băng không còn. Giờ ta đi nhà băng ông nội. Hôm lết đi nhà băng đó nghe chưa? Ừ. Hôm lết đi nhà băng. Ông Cường không hả bà Thủy? Bệnh là còn biết tự đi bệnh viện. Và không có tin tưởng bác sĩ Hằng cho nên không có cho bác sĩ Hằng rửa. Mà ông Cường là phải để bác sĩ Thiệt rửa. Còn bà Thủy á, là coi như là sợ bác sĩ Thiệt. Mà bác sĩ Hằng là bác sĩ giả cho nên là không có sợ. Cường đi thăm chị đi. Bất kỳ thị bà không nói chuyện ai đó mà. Đúng rồi, bà đâu có nói chuyện ai đâu. Chỉ có vô bà nói chuyện với Hằng thôi. Khóa lại hả? Ủa đi chờ khóa nữa kìa, ngồi khóa liều quá. Con chuột nó vô, con chuột với con mèo nó vô. Có bữa có một con mèo ông nó vô. Ông sợ chuột hả? Không phải sợ, ăn nó mắc luôn. Mắc gì đội cái khăn kỳ cục vậy trời. Không, cái áo mưa đó chứ. Cái gì mà bôn chùa. Cái áo bự nè, hồi bữa tôi đưa phải không? Áo lạnh bự nè, đó thấy không? Có bận gì cái nó ấm nó đỡ không? Cái áo này ấm lắm á, tốt có bao nhiêu không? Đó. Bây giờ nó cũng sắp bay luôn rồi. Giặt lên rồi phơi cho khô lên để vài bữa lạnh có rồi bận đừng có dục. Tôi ghét cái tới khúc gần này cái nó dừng lại. Ôi thôi trời. Còn bây giờ có tiền tại sao không đi vô mua cái liều mới khác mà ở? Đi nhà băng rút tiền mua cái liều khác mau lên. Mua ở đâu? Đi Thai Kiệt. Thai Kiệt đó, chút chạy qua Thai Kiệt. Có tiền mà. Ngăn. Thai Kiệt qua qua mà. Mấy cái thằng gì nó ghen á, mấy thằng đó đóng phim dung TV ghen. Mua xong cái ông nói là sợ tụi nó thấy liều mới nó gan tị, mua xong nó lại nó phá. Ông không ở nhà. Coi như là người ta là giả bộ ăn mày đó không nội. Đó. Không có show up. Có phải là giả bộ ăn mày không? Không có show up phải không? Ý nói là tao ăn mày là tao ăn mày thiệt. Nó ở cái liều tới khổ không gì. Rồi hôm qua bà Hằng mới lừa tấm che thì lấy tấm che che lên vậy thôi. Đến ra đóng cái nhà giống như ở bên Việt Nam á, mà sao mấy ông đó ông nói giỡn hay sao ông? Ê coi cái chân cái ống quyển coi kìa. Ôm xong treo à? Xương không à? Ăn hồi nó không chịu ăn, có nhiều khi mua đồ gì nhiều mà không chịu ăn cái chịu thôi. Thì đừng có hút nữa mới ăn được, nói không nghe. Hồi đó giờ đâu có hút cái gì mà kiến gì ai biết đâu, mấy người đó nó kêu hút kiến ai biết. Thì đừng hút nữa. Thì bỏ không? Thì bỏ luôn, ông hút kiến lửa, kiến càng gì cũng không hút hết á. Vậy vô nói với cha hay nói với ma sơ? Thì bây giờ nói với lương tâm mình, ngồi đọc thần chú, không hút nữa, không hút nữa, không hút nữa.
Không hút chích thôi. Ủa vậy là coi táo này nó nhiều lắm, bị dính bùn á, tôi đem về cái con chuột nó cái bùn nó dính vô là rửa làm sao? Thì cho chuột ăn đi. Thôi tôi bậy táo để là ngâm rượu thuốc bắc á, ngâm thuốc bắc. Mấy táo đỏ hả? Thì bị dính bùn thì phải bỏ vô nước rửa chứ làm sao? Sao rửa thấy nhưng mà ở dưới đây thì thuốc bắc thuốc ngâm. Không biết mấy ngày nó rửa, mấy ngày nó mới ra ta. Cái anh gì đó bày làm thịt xíu á, thịt xá xíu. Thôi mệt quá đi, ở dưới đây mà làm gì ngâm rượu thuốc bắc rồi mệt quá. Giờ ngâm xá xíu một ngày hơn một ngày rưỡi hai ngày. Ở trên bờ thì mỗi lần tôi lại là cũng tàu gỏi sùm gì nè, tàu gỏi không ngớt luôn ở trên bờ. Có gì cũng đem ra khoe chứ. Đâu, khoe gì đâu. Ai có gì đâu mà khoe. Ô, mình rồi trốn đi. Dạ, còn bây giờ xuống đây cũng nói với Trang gì giống nhau đó. Trời không biết. Thôi lại khuyên bà Thủy đi bệnh viện đi. Hả? Khuyên bà Thủy. Nói là anh Cường dẫn bà đi. Anh Cường dẫn bà đi ha. Áo còn nhiều, quần áo còn cất liều. Ổng khôn hơn, ổng còn khôn hơn bà Thủy. Ổng khôn hơn Phúc, khôn hơn bà Thủy, khôn hơn ông Phúc. Ông Cường ơi. Ông Cường hầu. Cơm. Hằng nói là ông còn khôn hơn bà Thủy, ông còn khôn hơn ông Phúc. Đâu có ngón này mới chữa sao cả đống bác sĩ luôn á. Mà chữa sao giờ thôi, đâu về đưa đây bà bác sĩ Hằng bác rửa cho thì sạch hả? Đi ra ngoài đó ngồi đi, tôi xách đồ nghề vô rửa cho. Thôi. Hả? Bây giờ không tin tưởng bà bác sĩ Hằng thì sao giờ trời? Ổng nói một đống bác sĩ luôn và chữa cái tay ổng chưa xong. Tôi nói thôi chắc bác sĩ Hằng chữa xong đó, không thấy tay bà Thủy à. Bữa đó tôi chữa thiệt, bây giờ nó gáo hết trơn, nó khổ hết trơn. Cái đó thiệt mà. Không, nhiều khi cái tâm linh phù hộ đó nha, cái lòng của mình cho người ta. Cái đó nó thiệt mà, tôi chỉ đổ thuốc sát trùng cho nó sôi rồi tôi lao rồi cho bà uống thuốc thôi. Cái tâm linh cái đó có thiệt chứ bộ. Nhưng mà trời cứu bả vậy đó. Gãy mà gãy tới nát xương ra đó, trời ơi. Mấy người coi nói là chắc là bông gân. Trời ơi, tôi là lao cho bả mà bông gân cái gì, xương nó lòi ra, nó dính. Nó mẻ dăm ra, mẻ xương dăm dăm á. Rồi, cục xương đổng á. Ê. Chẳng có gì vui, xương xuống rồi lấy mấy cái củi á. Củi gõ vô đầu nó đóng gân. Phúc đi đâu vậy ông Cường? Tháo mấy cái vỏ cây. Cường ơi, Phúc đi đâu rồi? Phúc, ông có chơi chung với Phúc không? Cũng có lâu lâu, thỉnh thoảng hồi xưa không có giờ. Chơi cái gì? Hả? Chơi cái gì chung? Đi ăn uống rồi vậy hả? Đó, ông nói đi ăn thịt người rồi chung đó, hồi xưa đó. Hồi xưa lúc còn ở trên bờ đi chơi á, đi ăn thịt người. Đi chửi rồi. Chú sinh là mỗi người có cái thế giới chửi thôi. Chú sinh chửi dữ rồi. Ở bên tàu rồi, nó ở bên tàu. Không có ở đây luôn. Chú sinh này à. Không ổn rồi. Hả? Giờ ông Cường kêu ai? Kêu ổng hỏi ông ai? Ai? Phật kêu ông xin. Ông Cường là có ám hiệu đó đó. Kìa giờ mà ông xin nè. Giờ ai cứu đây giờ? Cái này là không ai cứu được nữa trơn. Nghĩa đó trời cứu thôi. Đã lên đây đây! Ông Cường là hỏi thăm bà Thủy nè. Giờ ông Cường hỏi thăm bà Thủy. Đó giờ dục đồ rồi kìa. Đó giờ đánh rồi đó. Đánh với dục đồ á. Đó tới cơn lên đó là vậy đó. Đó cơn lên là vậy đó. Mà chị Thủy chửi rồi, khi chị Thủy nổi cơn thì giờ mà ông chửi. Chị chửi nữa lại. Mình nghe hai người chửi qua chửi lại. Đó, giờ qua bên chị Thủy. Ổng à, ông giờ qua bên chị Thủy, ông chửi chị Thủy nha. Ông giờ qua bên đó Thủy chửi. Đó, rồi đó giờ qua chửi Thủy. Đó, xong rồi cái Thủy giờ qua ông chửi. Đó, chửi vậy đó. Chị Thủy nó cầm cái cây giống như. Đừng có chửi nữa. Đuôi đen này! Coi. Ngủ đi!
ông qua bến liều đó phải. Chú Xuân, đừng chửi chú Xuân. Nói có bệnh đoan. Dòm qua chị Thị chửi, cái ngồi chị Thị nổi cơn, cái dòm qua ông chửi. Chị Thị ơi, ngủ rồi hả? Ngủ rồi. Thì ông Cường không có ghé thăm, ông Cường tào lao vậy mà ông nói ông Cường nó dẫn nó đi bệnh viện. Không mà hay thiệt đó, bữa nó lao như vậy sao bớt khu queo cái vết thương rồi. Đó chửi rồi kìa, ai nói không chửi. Chửi lao sao đó. Cũng giống mía vậy đó, mía cũng chửi vậy đó. Thôi đi về. Thủy thì ngồi đó nhảm mình. Dục hết, có đồ dục trơn à. Cái kìa, còn đồ của chị Thủy đem bỏ đó đó. Cái thùng đồ á. Thôi, đi về. Mới ngủ.